Bây giờ chúng ta vào bài đầu tiên nào. Bài tập số 1. Trong dạng toán về trung bình cộng của một dãy số. Bài 1: tìm trung bình cộng các số chẵn có hai chữ số. Các con nghe lại bài này. Tìm trung bình cộng các số chẵn có hai chữ số. Vậy thì trung bình cộng của chúng mình là trung bình cộng của một dãy các số chẵn. Dãy các số chẵn có hai chữ số. Đó là những số nào? Số bé nhất là số nào? Số lớn nhất là số nào? Và có những cách làm nào nhanh nhất, dễ hiểu nhất để chúng mình tìm được kết quả trung bình cộng của một dãy số các số có hai chữ số chẵn? Cô trò chúng mình cùng nhau phân tích phần bài giải nhé. Mời các con cùng giải với cô. Trước tiên để giải được bài tập này thì cô và các con cùng phải đi tìm xem là dãy số ấy là dãy số nào. Và nó bắt đầu số bé nhất là số nào? Số lớn nhất là số nào? Cô hướng dẫn các con một cách dài hơn một chút để các con hiểu bản chất. Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn các con cách hai, đó là cách tìm nhanh nhất. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm kỹ từng phần nhé. Đầu tiên người ta yêu cầu chúng mình là tìm trung bình cộng các số chẵn có hai chữ số. Vậy thì việc đầu tiên cô trò chúng mình phải đi tìm các số chẵn có hai chữ số là các số chẵn có hai chữ số được viết theo dãy như sau.